xin chào các bạn. Hiện tại thì tôi đang ở một con phố vô cùng đặc biệt giữa lòng Hà Nội. Nơi đây được các bạn trẻ yêu thích để đến chụp ảnh và check in. Đó chính là phố Bích Họa Phùng Hưng. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem nơi này có gì đặc biệt nhé. Trên tuyến phố Phùng Hưng, từ đoạn giao với phố Lê Văn Linh lên phố Hàng Cót, các nghệ sĩ tình nguyện Việt Hàn đã khắc họa các tác phẩm nghệ thuật cho 19 vòng cầu di sản. Khách du lịch Hà Nội ghé tham quan phố Bích Họa Phùng Hưng có thể ngắm nhìn hình ảnh bách hóa tổng hợp, những người phụ nữ gánh hàng hoa, tàu điện leng keng hay những món quà ngày Tết trên vòng cầu. Đó là những nét đẹp của Hà Nội xưa. Vào cuối tuần, các em nhỏ có thể cùng gia đình đến đây để tham quan, vui chơi. Các cụ già thì đến để hoài niệm về những ngày xưa cũ. Còn các bạn trẻ thì rủ nhau chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi trẻ. Chỉ với chiều dài con phố khoảng 200m, phố Bích Họa Phùng Hưng là nơi kết nối lịch sử, ký ức của Hà Nội và nghệ thuật đương đại trong không gian dành cho cộng đồng. Có máy này. 3, 2, 1. Xin chào các bạn. Hiện tại thì mình đang ở giữa lòng Hà Nội, nơi con phố.